Đây là ngài Sakhalam. Rất vui được gặp ngài Block. Rất vui được gặp cậu. Hàng sẵn sàng chưa? Tôi muốn tiền trước khi đưa nó ra. Ta có thể kiểm tra hàng được không? Tất nhiên rồi. Đây là tờ xếp 100 đô, cậu đếm đi. Bộ phim Kẻ Thách Thức Ánh Sáng. Nhanh lên vào đi. Nhanh lên. Một đêm mưa rất thích hợp để giết người. Anh là Frank Chan? Dừng. Hẹn gặp lại dưới kho hàng. Đây đây đây, ngươi làm gì vậy? Nhanh lên. Chết tiệt, nhìn cái gì? Này ông bạn, kệ họ đi. Chết tiệt, lo việc của mình đi, khốn kiếp. Đánh hắn đi, nhanh lên. Chạy đi, nhanh lên, đến lúc rồi. Ha!
Này, ngưng chuyện vô bổ này lại. Ai đi? Khách từ Quang Châu. Tôi là Chuck Leslie, phụ trách việc giao tiếp. Những người này là chiến hữu của chúng ta. Thượng cấp của tôi phái tôi đến để liên lạc với anh. Vâng, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả. Có đảm bảo không? Không vấn gì. Số 2 của Ma Chan, quỹ viên hội đồng Quang Châu, bán những khẩu súng này. Chúng ta trực tiếp liên lạc với anh ta. Jack Lam. Người này là ai? Hắn quản lý sòng bạc. Xin chào ngài. Chúng ta đi thôi. Hãy quay lại sớm nhé. Xin mời vào. Mời vào thưa ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài? Xin chào ngài. Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho ngài? Nói tôi nghe, Jack Lam quản lý sòng bạc này đúng không? Vâng thưa ngài. Ngài quen ông ấy sao? Ông ta có đây không? Ngài bỏ lỡ ông ấy rồi. Ông ấy vừa ra ngoài. Tôi có thể giúp gì cho ngài? Đây là trò roulette Trung Quốc. Đó là mạt chược. Và đây là trò bài chu. Này thưa ngài ma, quý ông này muốn gặp ông chủ. Anh muốn gì? Tôi muốn hỏi về việc xảy ra ở Kaifeng. Dạ anh là. Gọi tôi là chàng trai chớp nhoáng đến từ Kaifeng, Roger Ho. Vậy liệu ngài có đến đây để gây chuyện không, thưa ngài Roger Ho? Tôi không đến để gây chuyện. Tôi đến đây là để gặp lại bạn cũ của mình, Jack Lam. Ngài Lam hiện không có ở đây, nhưng tôi có thể tiếp đãi ngài đi hướng này. Được rồi, đặt cược đi, số 5. Chết tiệt, không nghĩa lý gì cả. Hãy nói gì đó thích đáng đi. Này, loại đặt cược gì thế? Vua địa ngục. Vua địa ngục. Ha!
Giờ nghe đi, đây là chuyện giữa ta và Sakhalan. Hãy nói với hắn, ta sẽ quay lại để giải quyết món nợ cũ. Được chứ? Chết tiệt. Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Cái gì? Lũ ngu này. Đi tìm hắn và giết hắn đi. Tôi đã phái vài người theo dõi hắn. Sakhalan. Ông chủ. Ông chủ, tôi có thể làm gì cho ông? Người mua đã đến chưa? Hôm nay hắn sẽ đến. Charles đã xác nhận rồi. Hắn sẽ xử lý vấn đề này càng sớm càng tốt. Cho tới lúc đó, ta không muốn bất kỳ sự nhiễu loạn nào, biết chưa? Hắn tên là gì? Tên hắn là gì? Chàng trai chớp nhoáng. Ta đã nghe về chuyện đó. Chúng nói ngươi đã rất khó khăn với hắn. Cho hắn tiền và đuổi hắn đi. Ngươi thấy đấy, giờ ta không muốn có rắc rối nào cả. Nhưng được rồi, làm theo lời ta, nghe chưa? Vâng, thưa ngài. Quỷ viên hội đồng, cậu thấy ta làm đúng không? Nói đi. Thưa ngài, ông nổi tiếng là người rất công bằng, mọi người đều nghĩ vậy. Và tôi hoàn toàn tôn trọng và kính mến ngài. Quỷ viên hội đồng, cậu nịnh bợ ta quá. Giờ thì về vấn đề hiện tại. Người mua đã đến. Tối nay hãy vận chuyển hàng hóa đến đây. Ngày mai cậu có thể rời đi với số tiền đó, được chứ? Cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ. Joker, tối nay cậu định làm gì? Tôi chưa biết nữa. Thử chỗ đó không? Cũng không hại gì. Cảm ơn. Vào đi. Một ngày tốt lành, các quý ông. Chúng tôi muốn có hai phòng. Tôi xin lỗi, đã kín chỗ rồi. Họ chỉ trở về khi trời tối. Tôi sẽ gặp rắc rối mất. Tôi sẽ gặp rắc rối mất. Vào đi. Anh muốn gì? Sao anh tấn công Sakha? Hả? Anh muốn biết chuyện đó để làm gì? Không có gì, tôi chỉ muốn vấn đề là gì. Nếu có vấn đề. Nghe này, không có vấn đề gì cả. Không có gì cả, mọi thứ vẫn ổn. Vậy tại sao? Là cho bạn của tôi. Đừng nói vậy với tôi. Tôi muốn thỏa thuận với anh một chuyện. Này, tôi nghĩ cô vào nhầm phòng rồi. Không, tôi không nhầm. Và hai người phải đi ra khỏi đây. Tại sao chúng tôi phải làm vậy? Hai người nghĩ mình có thể ở đây chỉ vì cha tôi già yếu sao? Vậy chắc cô là chủ nhà. Tha lỗi cho chúng tôi. Đi ra.
Đây. Đây. Này, sao cô lại vô lý vậy? Anh mới vô lý, tại sao anh phải ở đây? Này, cô sợ chỉ vì Sakha? Thật được cười. Sakha làm sao? Tôi không sợ ông ta. Ông ta có thể đi chết đi. Vậy cô sợ ai? Không sợ ai cả. Tốt, vậy nghe đây. Đây là một khách sạn, và hai chúng tôi đều cần một nơi thoải mái để qua đêm. Sao không để tôi ở lại? Quý cô không thể từ chối khách hàng của mình như vậy. Nếu cô thực sự sợ chúng tôi, ngày mai chúng tôi sẽ đi ngay. Được rồi, vậy hai anh có thể ở lại. Áo khoác của tôi. Thấy chưa? Một bà chủ nhỏ. This way. Ngài Chan, ông Sakha Lam đã đồng ý đi đến nhà kho lông. Tuyệt lắm. Các cậu đã giúp tôi rất nhiều vấn đề đấy. Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi hy vọng quân đội cách mạng của chúng tôi có thể có được vũ khí, và cuối cùng sẽ tiêu diệt được bọn tư lệnh phong kiến đó. Đúng vậy, sử dụng súng của chính chúng ta để tàn sát chúng và thực thi công lý. Đừng lo, thời của bọn lãnh chúa sắp qua rồi. Dân Ngài Chan, có một người tên Roger đến tìm Sakha. Ngài có biết hắn không? Đừng lo, hắn không phải vấn đề. Hắn có việc riêng của hắn với Sakha. Roger, đây là món quà của anh từ Sakha. Làm ơn nhận nó đi, để làm mối quan hệ của hai người tốt hơn. Sao? Ông thật tốt bụng, nhưng tôi là một người nghèo và thành thật. Chưa từng có ai từ chối quà của Sakha Lam bao giờ. Vậy tôi sẽ là người đầu tiên, đúng không? Này ông ba, hắn đang kiếm chuyện kìa. Không, đừng quên. Giờ thì ngươi mạnh, nhưng lát nữa ngươi sẽ yếu thôi. Hãy nói với họ, nghĩ kỹ đi. Hay ngươi sẽ không toàn mạng rời khỏi đây. Nói với Sakha Lam, nếu ông ta không cho tôi một câu công bằng, hắn cũng sẽ không rời khỏi đây hay bất cứ đâu toàn mạng đâu. Tạm biệt. Ngày ma, đừng khó chịu. Họ khăng khăng ở lại, tôi không thể ngăn họ được. Ngày Ho, sao cậu lại chọc Ngày Lam? Cậu ta rất tức giận đấy. Cha, để người anh hùng này làm bất cứ thứ gì anh ấy thích đi, đâu phải chuyện của chúng ta. Nào. Ủy viên hội đồng, ông chủ, đây là lô đất cuối cùng. Xin mời, xin mời. Quỹ viên Wong, nếu số lượng đạn châu Âu thực sự mà ông nhận được khác với số lượng trên hóa đơn thì sao? Tôi không muốn nói sự thật đâu, nhưng thượng cấp của tôi đã có đủ vấn đề khi cố gắng sắp xếp lính của mình rồi. Ông ấy không có đủ thời gian để đếm súng đâu.
Ông chủ, ông... Jack Ha, cậu biết xử lý người mua ngày mai thế nào chưa? Vâng, thưa sếp, như mọi khi. Tìm Sắc Kha sau. Thỏa thuận đi. Anh trả thù hắn sau khi tôi xong việc được chứ? Không đợi nào. Tôi không muốn phải đợi đến lúc đó. Sao tôi phải đợi anh chứ? Vậy chọn vũ khí của anh đi. Dao hay nắm đấm? Được, có vẻ là một ý hay. Xin mời. Chúng ta có cần người làm chứng không? Hai người muốn gì? Thả tôi ra. Thôi đi, thả tôi ra. Thôi đi, hai người muốn gì? Muốn làm gì đây? Hai người muốn làm gì? Đừng sợ. Chúng tôi không làm gì không nên làm đâu. Chúng tôi muốn cô làm nhân chứng cho chúng tôi. Nhân chứng? Tôi đã thách đấu anh ta. Xin lỗi, hai người điên rồi. Tôi không có thời gian cho chuyện nhảm nhí này đâu. Giờ cô không thể đi. Chúng tôi cần phải có nhân chứng. Nếu không anh ta sẽ phủ nhận mình đã thua. Nực cười, anh mới là người làm vậy. Đó là lý do cô ấy ở đây. Ok, không tranh cãi nữa. Tôi là người thắng. Sao? Jack Alam đi rồi. Tốt. Cậu ở đây. Tôi sẽ đi gặp Jack Leslie. Họ đến kìa. Tôi biết anh, chúng ta từng gặp nhau rồi. Tôi thì không nhớ là trước đây chúng ta có gặp nhau. Đây là Jack Alam. Đúng vậy, tôi là Jack Alam. Còn cậu là Ngài Chan. Tôi muốn kiểm hàng. Cứ tự nhiên. Nhưng hắn là tên... Được rồi. Người của tôi bất lịch sự với cậu rồi. Hãy tha thứ cho họ. Không sao. Xin mời. Thank you.
chúng là mẫu thiết kế mới nhất đấy. Đừng lo, chúng là đồ thật. Đây là xét tiền mặt 400.000. Mở cửa ra. Im lặng. Anh sẽ làm cả ngôi nhà thức dậy mất. Mở cửa ra nhanh lên. Nếu không tôi sẽ phá cửa. Anh dám? Anh không được bỏ trốn. Anh không được đi. Anh không được đi. Này, cút ra khỏi đây. Đi đi. Jack Kalam, chúng ta lại gặp nhau. Có lẽ thời gian đã không làm giảm quyền lực của ông. Ngươi đã đến vì món nợ thì hãy giải quyết chúng bây giờ đi. Ngươi sẽ hối tiếc vì đã đến. Tiếp. Hey!
Nào nào, đi đi, để tôi xử lý cho. Được. Được rồi, Kid đâu rồi? Chúng bắt cậu ấy rồi. Chúng cũng sẽ tìm anh đấy. Anh nên trốn đi. Theo tôi. Nào, không có ai tìm được anh dưới đây đâu. Tôi đã cảnh báo anh rồi, đúng không? Suýt nữa là tôi bị giết vì anh. Sao cậu không làm theo lời tôi? Xin thứ lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Roger, là lỗi của tôi. Nếu tôi không hiểu rõ anh, thì tôi đã nghĩ là anh ở bên phe của Sakhalin và được giao vũ khí và kế hoạch riêng rồi. Xin lỗi, giờ đã muộn rồi. Nhưng tôi đoán tôi đã hoàn toàn bị lừa. Ngươi nhìn cái gì đây? Tình khốn xấu xí. Đừng hành hạ bản thân. Làm mọi chuyện dễ dàng và khai mau. Muốn làm gì thì làm đi. Ta sẽ không đối gì cả. Nói, ngươi đã đi đâu? Đi chết đi. Rồi ngươi sẽ chết. Hỗn láo, sao ngươi dám trả trêu? Sakhalin, chủ nhân, loại như hắn muốn được chết, tra tấn cũng vậy thôi. Hắn đã là một kẻ chết vì nghĩa, hắn sẽ không nói đâu. Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ bắt hắn nói và chúng ta có thể tìm ra chúng. Cậu chắc chứ? 100%, tôi lấy mạng mình để thề. Được. Ta sẽ lấy mạng ngươi nếu chúng bỏ trốn. Hy vọng ngươi làm được. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng bắt được Kiếp rồi. Tôi phải cứu cậu ta. Khoan, Charlie, đừng nóng nảy như vậy. Anh không cứu được cậu ấy đâu. Cậu ấy chết rồi. Tôi không quan tâm. Nếu cậu ấy chết rồi thì tôi sẽ giấu cái xác. Nơi đó được canh giữ kỹ lưỡng lắm. Charlie, đừng ngu ngốc như vậy. Tôi thà tự sát còn hơn là chờ ở đây. Nếu một người muốn chết thì cứ để hắn chết.
Đó là phương châm của tôi. Im đi, không hài hước đâu. Charlie đang khó chịu. Và tất cả chúng ta đều biết Kit sẽ không bao giờ quay lại. Ai rồi cũng chết. Vậy khi nào tới lượt anh? Có thể là bây giờ. Kit là người của chúng ta. Tôi sẽ đi. Thôi đi người đẹp. Lần trước cậu đã phá hỏng chuyện. Đến lượt tôi rồi. Cậu ở đây đi. Và lần này canh giữ anh ta tốt hơn đi. Được chứ? Anh là một thảm họa. Này, ngươi là ai? Kẻ thám hiểm cái chết. Chàng trai chớp nhoáng. Bắt lấy hắn. Vậy ra ngươi là Roger Ho. Ta đoán cậu đang tìm Sakhalan. Tôi đến tìm hai người. Thông tin của cậu rất tốt. Ok. Đường này. Sakhalan ở đây đúng không? Sao? Cậu không muốn giải quyết với tôi sao? Sao lại không? Tôi không phiền nếu đó là ông. Sao tôi lại thấy phiền chứ? Mời ngồi. Ngồi xuống. Này, tôi muốn ông giúp tôi một việc. Tôi muốn có lại hai người họ. Nếu đó là điều cậu muốn, vậy thì phần thưởng của tôi là gì? Tôi chỉ có con dao găm này thôi. Vậy tôi để làm gì nhỉ? Được. Mang chúng ra. Dừng. Ngươi đi quá xa rồi. Giờ cậu có chúng rồi. Cậu định làm gì với chúng? Roger! Không quan trọng. Ông ta vẫn phải trả. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhưng cậu không còn cơ hội nào nữa. Làm tốt lắm.
Cái gì? Đã thỏa thuận rồi mà, đồ khốn. Ta thỏa thuận cái gì? Ta chưa thỏa thuận gì cả. Đâu có luật lệ nào. Đồ chết tiệt. Luật lệ là luật lệ. Tôi sẽ dạy cho ông một bài học. Đuổi theo hắn. Alan, tối nay cá cược nào?
Không, tuần này tôi đã mất một số tiền kha khá rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ qua. Tôi nói này, nếu cậu không cược thì cậu sẽ không bao giờ thắng đâu. Đừng lo, chỉ nghĩ một chút thôi. Được rồi, được rồi. Ho, cậu làm ơn giúp tôi. Ho, anh ổn chứ? Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể làm gì? Đưa anh ta vào phòng của anh ta. Được rồi. Này, những người khác sao rồi? Ho, tôi nghĩ cậu nên ngừng ở đây. Nếu không cậu cũng sẽ chết. Và điều đó sẽ không giúp ích gì cho ai hết. Cha, ta không nói quá đâu. Cậu nên nghe lời khuyên của ta. Cha, đừng tiêu cực như vậy. Đúng đúng. Ta không thể nói cảm nhận của mình nữa sao? Tất cả khách hàng của ta đều bị chuyện này dọa cho bỏ chạy. Không được, ta không thể tiếp tục kinh doanh với tình trạng lộn xộn này được. Ông nói đúng, nhưng đừng lo, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào. Chúng ta không thể ở lại đây, Joker. Anh biết chỗ nào khác mà chúng ta có thể trốn được không? Tôi nghĩ tôi biết. Tôi sẽ dẫn các anh đến đó. Vì Chúa, chúng biết bay hả? Ngươi bị sao vậy? Chúng vẫn chưa quay lại nhà trọ. Chúng tôi đã tìm kiếm mọi chỗ có thể, nhưng chúng không có đó. Hãy loan tin rằng bất cứ ai cho chúng ta thông tin tìm được chúng thì sẽ được thưởng. Dân. Không hiểu, chúng có thể trốn ở đâu chứ? Nếu còn cứ tiếp tục giúp đỡ bọn họ thì... Cha, cha thích sống dưới ách thống trị sao? Nhưng nếu chúng khác với lời chúng nói thì sao? Cha thôi nào, bộ người xấu thì sẽ dán chữ người xấu lên cổ hả? Cho dù là thật thì sao? Cũng không liên quan gì đến chúng ta. Liều mạng như vậy thật là vô nghĩa. Cha, con tưởng cha từng dạy con là phải sống đúng với lý tưởng của mình. Con thật nực cười.
cô gái trẻ phi thực hiện. Này, thức ăn đây. Sao cha cô lại ở đây? Không quan trọng, ngồi xuống đi. Ăn đi khi còn nóng. Ok, ok, đặt cược đi nào. Ông Chu, ông khỏe chứ, mời ngồi. Thử dẫn bay đi, đặt cược đi nào. Này, bên này là thắng, bên này là thua. Ok. Đừng sợ bị thua. Nếu ông tìm ra nhóm khởi nghĩa và người được gọi là chàng trai chớp nhoáng Joker Ho, thì ông có thể có một phần thưởng lớn và không phải lo về cờ bạc nữa. Đúng, Zakalam sẽ thưởng một phần lượng lớn, 3.000 đô để bắt bọn họ. Mr. Cao, tôi mượn được không? Quên đi, ông vẫn chưa thắng một lần nào. Đi tìm bọn khởi nghĩa đó đi. Nếu may mắn thì ông sẽ tìm được họ. Tôi không cho ông mượn đâu. Đừng làm phiền tôi nữa. Người này thắng, người này thua. Này Mr. Chu, sao ông lại vội như vậy? Làm một dáng nữa đi đâu. Được rồi, được rồi. Tiếp tục đi nào. Đúng, Zakalam sẽ thưởng một phần thưởng lớn, 3.000 đô để bắt họ. Ông chủ, Mr. Lam. Chúng đang trốn trong chùa vàng. Nhưng Mr. Lam, ông biết tôi không dám nói dối ông mà. Tôi thề trên mạng sống của mình. Đây là phần thưởng, kiểm tra đi. Cảm ơn, cảm ơn. Khoan đã, nó là của ông, Mr. Chu. Nó sẽ không bay đi đâu đâu, đừng lo. Nhưng ông phải dẫn tôi đến đó. Cái gì? Tôi dẫn ông đến đó?
chúng ở đằng kia. Khoan đã, ông vẫn chưa xong đâu. Không có ai ở đó cả. Mr. Lam, tôi làm sao dám nói dối ông. Bọn chúng thật sự ở bên trong. Để tôi chỉ ông. Đi theo tôi. Ông thấy chưa, đây là tất cả đồ đạc của bọn chúng. Có lẽ chúng ra ngoài làm gì rồi. Cái này chắc chắn là của Mr. Ho, chàng trai chớp nhoáng. Nào, thả tôi ra. Đi đi, đừng đụng vào tôi. Hả? Cha, cha phản bội chúng con vì tiền. Con của ta, ta làm vậy vì con. Bọn chúng đâu? Làm sao tôi biết được? Đi câu cá chăng? Đồ ngu, ngươi sẽ nói. Và ta sẽ đi tìm chúng. Cô sẽ giúp ta, đưa cô ta đi. Dân. Gray. 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 Cô ấy đã đến đây. Nào. Ông chủ, hai tên đó không ở đó. Nhưng tôi đã bắt được một thứ rất tốt. Con gái của Onfretsu. Ông chủ, hãy phái thêm người để chờ và mai phục chúng rồi giết chúng. Không cần đâu. Có con gái của Mr. Chu trong tay thì bọn chúng sẽ tìm đến chúng ta, đúng không? Ông chủ, hèn gì bọn họ gọi ông là... Ta biết. Tất cả các ngươi đều gọi ta là con cáo gì, đúng không? Ông chủ, bọn chúng đã đến như ông nói. Đi chào chúng nào. Được rồi. Đi chào chúng nào. Được rồi. Ban chào mừng đâu rồi? Dựa lưng vào nhau đi, coi chừng phía sau cho nhau. Mr. Ho, chàng trai chớp nhoáng gan dạ bị bắt vào rõ rồi. Có sợ không? Chỉ một chút thôi. Hãy
Mr. Lam, đến lúc chúng ta làm quà rồi. Ta sẽ giết ngươi. Con cáo già đã đưa súng cho Takeo. Tôi muốn anh đưa mấy thứ đó cho tôi. Anh muốn gì? Tôi muốn anh đưa mấy thứ đó cho tôi. Tôi đã trả tiền cho chúng. Có lẽ vậy, nhưng chúng là của tôi trước. Không phải chuyện của tôi. Tất cả những gì tôi biết là giờ chúng là của tôi. Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ tốt hơn anh nên đưa chúng cho tôi. Anh chắc chứ? Hot
ngài. Yeah.
Joker. Joker. Frank. Thật tuyệt. Giờ chúng ta có rất nhiều tiền rồi. Joker, tôi rất vui vì anh đã giúp. Nhưng đã đến lúc giao số súng này cho các nhà cách mạng. Tôi sẽ trả ơn anh khi tôi có thể. Tôi muốn một nửa số súng ngay bây giờ. Joker, giúp tôi lần này thôi. Tôi sẽ trả lại gấp đôi. Nhưng không phải gấp đôi giá trị của nó. Không đời nào. Tôi muốn một nửa của tôi ngay bây giờ. Joker. Oh!